Xin chào tất cả các bác. Rất vui được gặp lại các bác trong buổi sáng ngày hôm nay, phiên đồng hồ ngày 22 tháng 5 năm 2022 của kênh Đồng hồ Thụy Sĩ Nga Nhật. Kính chúc các bác sẽ có một ngày mới cũng như là một ngày cuối tuần thật là vui vẻ và ý nghĩa bên gia đình thân yêu của mình nhé. Tiếp tục với phiên đồng hồ ngày hôm nay sẽ gửi đến các bác là 9 chiếc đồng hồ cơ tự động và cơ lên dây đến từ các thương hiệu của Thụy Sĩ và Liên Xô. Trong đó sẽ có một chiếc của Nhật. Trong quá trình các bác xem video yêu thích mẫu đồng hồ nào, hãy nhanh tay nhấc máy lên chốt đơn cho em theo số điện thoại Zalo 0936050424, số điện thoại em đã ghi ở bên ngoài màn hình nhé. Rồi mở đầu phiên đồng hồ ngày hôm nay gửi đến các bác một chiếc Rado, một thương hiệu đồng hồ cực kỳ nổi tiếng của Thụy Sĩ này. Em này là một chiếc Rado M, sở hữu màu mặt xanh tím cực kỳ là bắt mắt. Em này sẽ có cái phần cọc số nổi cùng với một ô cờ lịch nằm tại góc 3 giờ các bác nha. Size mặt ngang 35.8 và size dọc của em này là 40.6 này. Vòng ngoài bọc thép không gỉ toàn thân, núm zin logo, mặt đáy có khắc biểu tượng Rado ba cá ngựa, dây khóa lụa, linh kiện, sở hữu các màu mặt cực kỳ là ấn tượng. Em sẽ đeo lên tay cho các bác cùng ngắm thử nha. Đối với cái form mặt này thì các bác có cổ tay từ 19.5, cổ tay 20 đổ xuống là các bác lên tay thoải mái ạ. Em này sẽ có cái phần mặt được các bác nhìn này, trên phần mặt nền là sẽ có các đường gạch, đường gờ nhá. Khi mà ánh sáng chiếu vào cái phần mặt nó sẽ sáng lên rất là đẹp luôn ạ. Đó, thiết kế mặt rất là ấn tượng và đẹp. Bộ máy cơ tự động automatic, máy Thụy Sĩ, ba kim. Đối với cái phần lịch của em này thì có lớp để chỉnh lịch nhanh các bác nha. Lớp thứ hai để chỉnh kim. Các bác yêu thích mẫu đồng hồ Rado này, muốn sưu tầm thì các bác hãy nhanh tay chốt đơn cho em ạ, với mã sản phẩm là Y14 và ngày hôm nay giao đơn đến các bác chiếc đồng hồ này với mã là với giá là 2.880.000 các bác nha. Y14 với giá là 2.880.000 ạ. Chiếc thứ hai trong video này một em đồng hồ Chaika đến từ Liên Xô. Em này là một chiếc Chaika với màu mặt vàng và nâu. Sự phối kết hợp giữa hai cái màu rất là bắt mắt. Máy cơ lên dây 3 kim 17 chân kính này. Em này sẽ có phần kim cọc vàng, các cọc số nổi, một ô cờ lịch hai ngăn nằm tại góc 3 giờ. Form dáng của em này thì rất là mạnh mẽ, khỏe khoắn, với size mặt ngang là 37.5 và size dọc của em này là 43.7. Đây là một form mặt lớn nha các bác. Đó, vỏ ngoài của em này sẽ là một lớp vỏ vàng sáng bóng này. Thiết kế hai núm nằm tại vị trí góc 3 và 8 giờ. Đáy inox ở dưới này thì sẽ có khắc thêm một vài cái dòng chữ tiếng Nga ở đây. Đó, núm em này là kiểu núm hình mũ nấm này, núm zin nguyên bản của đồng hồ nha. Và cái ô núm góc 8 giờ này thì đây sẽ là một bộ núm để chỉnh cái phần lịch bơm. Các bác sẽ ấn vào bên trong này để chỉnh lịch ngày nhé. Bộ lịch bơm này em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm thử ạ. Đó, phong cách rất là chất và cực kỳ nổi bật với cái màu mặt vàng và nâu này. Đây là một màu mặt rất là độc đáo để cho các bác có thể sưu tầm đấy ạ. Lớp vỏ vàng bên ngoài sáng bóng luôn nha. Máy cơ lên dây 17 chân kính. Bác yêu thích mẫu đồng hồ này, chốt đơn cho em ạ, với mã sản phẩm là TH54 và giá của chiếc này là 1.580.000 nha. TH54 với giá là 1.580.000. Qua mẫu thứ 3 gửi đến các bác một chiếc Coslavin. Em này là một chiếc Coslavin máy cơ lên dây 23 chân kính ạ. Coslavin với thương hiệu gốc là một thương hiệu đồng hồ của Thụy Sĩ, và sau những năm Thế chiến thứ hai và khoảng những năm thập niên 60-70 thì thương hiệu này đã chuyển nhà máy đến Liên Xô, và từ đây là đã cho ra đời rất là nhiều các cái dòng đồng hồ mang thương hiệu Coslavin của Liên Xô. Đây
là một chiếc Coslavin với phần vỏ vàng và có phần mặt đen bao công. Thiết kế các cọc số nổi. Đặc biệt là chiếc này được bọc vàng 22K gold fill các bác nha. Lớp vàng bên ngoài rất là dày dặn luôn ạ, bọc vàng 22K gold fill. Đáy inox này có khắc tên thương hiệu trên này. Và cái thương hiệu Coslavin này nó cũng thuộc một trong những cái phân khúc đồng hồ thuộc dòng cao cấp của Liên Xô đó các bác. Sở hữu xe mặt ngang là 33.6 ạ. Bộ máy cơ lên dây với 23 chân kính. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm nhé. Rất là sang luôn ạ. Bởi vì nó bị ảnh hưởng bởi những cái thiết kế và cái hơi hướng phong cách của những chiếc đồng hồ Thụy Sĩ, cho nên là những cái dòng máy Coslavin này luôn luôn tạo được cái điểm rất là sang trọng khi mà các bác đeo lên tay ạ. Form dáng mỏng gọn. Rồi, và em Coslavin này ngày hôm nay mang đến cho các bác trong bộ sưu tập lần này, cửa hàng giao lưu với các bác trên này, giá là 1.480.000 thôi nha. Chốt đơn cho em với mã H8 cho một chiếc đồng hồ Coslavin bọc vàng 22K, máy cơ lên dây 23 chân kính ạ. Slava, một thương hiệu đồng hồ rất là nổi tiếng của Liên Xô này. Em này là một chiếc Slava, sở hữu phong mặt với hai màu đen và đỏ, cực kỳ là ấn tượng, mang cái nét huyền bí. Đó, em này sẽ có phần cọc số nổi này. Các cọc số của em này khá là lớn luôn, nó vươn cao lên bên trên phần mặt. Đó, 26 chân kính các bác ạ. Một ô cờ lịch nằm tại góc 3 giờ, dáng trứng xưa. Với size mặt ngang là 37 và size dọc của em này là 43.6. Vỏ ngoài được bọc vàng ao 10 nha, và có khắc triện luôn ở trên phần vỏ này. Đó, cái lớp vỏ vàng bên ngoài của em này là rất là sáng bóng nha. Các bác có thể thấy là lớp vàng còn nguyên vẹn và giữ được tình trạng mới cao. Thiết kế hai núm nằm tại vị trí góc 2 và 3 giờ. Cái bộ luống của em này vẫn còn hoạt động tốt nha. Đó, ấn vào bên trong như thế này để chỉnh cái phần lịch ngày này. Em này là một mẫu Slava sản xuất vào đầu những năm thập niên 70. Đây là mặt đáy có khắc các cái dòng chữ của tiếng Nga này. Đó. Mặc dù là có cái tuổi đời khá là sâu, tuy nhiên thì em này còn giữ được tình trạng máy hoạt động tốt này, thân vỏ, các chức năng cũng như là cái phần mặt còn giữ được độ mới khá là cao ạ. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm thử nha. Đó, một chiếc Slava, máy cơ lên dây 26 chân kính với 26 viên ruby trong bộ máy của em này. Đây là một số lượng ruby khá là nhiều. Đó. Các bác yêu thích cái mẫu đồng hồ Slava này thì các bác chốt đơn cho em nha, với mã sản phẩm là H12 và giá của chiếc này chỉ có là 1.480.000 thôi ạ. Chốt đơn cho em nha, với mã H12 giá 1.480.000. Rồi, và mẫu đồng hồ của Nhật duy nhất trong video ngày hôm nay đó là một em Citizen đầy Lucy. Em này là một chiếc Citizen cổ, máy cơ lên dây 23 chân kính ạ, nguyên bản chính hãng của đồng hồ Nhật. Sở hữu form mặt tròn sang trọng, cọc số vàng, form mặt lớn, và cái phần mặt nền của em này là có các đường vân xoáy tròn các bác nha. Mặt sở hữu cái phần đường vân xoáy tròn rất là sáng. Cái màu mặt của em này thì các bác có thấy cái phần viền cạnh đã lên dầu nhẹ và có những vết lấm tấm theo thời gian này. Đó. Form dáng mỏng gọn sang trọng với phần vỏ ngoài được bọc vàng 14K gold fill nha. Đáy inox sáng bóng này. Em này sẽ có size mặt là 34.6. Size 34.6 ạ. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm thử nha. Đó, đây là phần mặt của chiếc Citizen này. Bốn chân càng rất là dài,
thanh lịch. Một chiếc Citizen dáng xưa, 23 chân kính, vỏ bọc vàng 14K. Mặt đáy ở đây thì sẽ có khắc truyện 14K Goldfield ở đây này. Đó, Citizen, Delosi có khắc luôn ở trên phần nắp đáy này. Em này sẽ được khắc chìm. Khắc chìm các bác nha. Đó. Và em Citizen này ngày hôm nay Zalo đến cho các bác này với mã sản phẩm là E193, giá 1.680.000. Các bác cùng chốt đơn nhé. Tiếp tục lên sóng, gửi đến các bác một chiếc Coslavin. Và đây là một chiếc Coslavin thuộc phân khúc cao cấp dòng G-Lever. Đó, của đồng hồ Liên Xô các bác nha. Em này sẽ có 23 chân kính với thiết kế mặt đen bao công. Và nổi bật trên đây là các cọc số La Mã cổ điển, kim cọc vàng, size mặt là 34.3 này. Vỏ vàng, form dáng mỏng gọn sang trọng. Mặt đáy sẽ có khắc tên thương hiệu Coslavin ạ. Đáy thép inox. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm nha. Em này chân càng cũng rất là dài luôn. Và sẽ nó có một cái độ cong nhẹ. Đây các bác nhìn này. Đó. Em Coslavin này được form dáng siêu mỏng rồi, có một cái độ cong nhẹ. Một trong những thương hiệu cao cấp của đồng hồ Liên Xô, Coslavin, rất là sang luôn ạ. Và bác nào yêu thích và muốn sở hữu chiếc đồng hồ này, các bác hãy nhanh tay chốt đơn cho em nha. Với mã sản phẩm là TH30 và giá của chiếc này là 1.380.000 nha các bác. TH30 với giá 1.380.000 cho chiếc Coslavin Geneva. Máy cơ lên dây 23 chân kính, một phiên bản đồng hồ cao cấp của đồng hồ Liên Xô này ạ. Rồi, và đặc biệt trong video ngày hôm nay là sự góp mặt của một chiếc Benrus cổ. Em này là một chiếc Benrus cao cấp. Và nó cao cấp như thế nào thì các bác cùng em tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé. Ở đây thì các bác có thể thấy em này sẽ có một chiếc kim rốn này. Phần mặt thiết kế cực kỳ đơn giản với các cọc số nằm tại vị trí như là 3, 6, 9 và 12. Đó. Màu mặt trắng ngà, biểu tượng đồng hồ cát nằm ngang. Bốn chân càng cong và hơi uốn lượn một chút, tạo cho nó một cái nét trông cực kỳ là cổ điển. Và điểm đặc biệt nhất của chiếc Benrus này, tại sao em lại nói nó là thuộc cái phân khúc cao cấp thì đây ạ, các bác có thể thấy cái phần vỏ của em này nha. Em này được thiết kế và sử dụng cái chất liệu vàng trắng để làm lên cái phần vỏ như thế này. Đây là một chiếc Benrus được bọc vàng trắng 10K, bọc 20 micron, rất là dày dặn luôn ạ. Nắp đáy là sẽ là đáy inox các bác nha. Đó. Sở hữu size mặt ngang là 33.3, chuẩn form đồng hồ cổ luôn nha. Ở đây là một chiếc đồng hồ thuộc phân khúc cao cấp của thương hiệu đồng hồ Benrus. Chất liệu vàng trắng vào cái thời điểm bây giờ thì đó là một chất liệu rất là quý hiếm và rất ít khi nó chỉ được chế tác để làm trang sức này, hoặc là những cái vật phẩm quý hiếm cho các giới quý tộc nhà giàu thời bây giờ thôi. Nó để mà làm nên một chiếc Benrus với cái chất liệu vàng trắng như thế này thì chỉ có những giới quý tộc nhà giàu mới có đủ kinh tế để mà sử dụng, mà mua những chiếc đồng hồ như vậy. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm nha. Đó, em này lên tay cực kỳ sang trọng luôn, mang cái hơi hướng phong cách và cái sự cổ điển, để mang tất cả những cái đấy để mang trọn vào chiếc đồng hồ này. Đó, đây là một chiếc Benrus rất là chất và độc, em đến cho các bác trong video ngày hôm nay. Các bác nào yêu thích và muốn sưu tầm mẫu đồng hồ này thì các bác hãy nhanh tay chốt đơn cho em nha. Với mã sản phẩm là H66 và giá của chiếc này là 2.680.000 ạ. Benrus, mã sản phẩm H66, giá 2.680.000 nhé. Tiếp tục qua mẫu, gửi đến các bác một chiếc Elgin cổ. Em này là một chiếc Elgin của Thụy Sĩ này, máy 2 kim,
cơ lên dây. Với form mặt vàng nổi bật trên đây là các cọc số La Mã, phong cách vintage nổi bật luôn đó. Mặt kính phẳng các bác nhé, em này sẽ là một chiếc Elgin với mặt kính phẳng, phần vỏ bên ngoài được bọc vàng, mặt đáy inox này, em này sẽ là một form mặt đáy bát úp. Với size mặt là 33.8, size 33.8 các bác nhá, em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm thử ạ. Đó, Elgin, máy cơ lên dây, vỏ vàng, lên tay cực kỳ sang luôn ạ. Cái dòng Elgin này trên thị trường không có nhiều đâu, cho nên là các bác muốn sưu tầm thì các bác hãy nhanh tay liên hệ về số điện thoại của cửa hàng để được tư vấn về cái mẫu đồng hồ này nha. Form dáng sang trọng, đẳng cấp của một chiếc đồng hồ cổ thuộc thương hiệu đồng hồ Elgin. Đó. Em này có giá là 1.880.000 này, chốt đơn em với mã E181 ạ. Và kết thúc phiên đồng hồ ngày hôm nay sẽ là một chiếc Rado thuộc dòng máy Rado Voyager. Phiên bản Rado sản xuất năm thập niên 70 này. Sở hữu màu mặt trắng vân lụa sang trọng kết hợp với các cọc số trải tia. Một ô cửa lịch nằm tại góc 3 giờ. Em này sẽ là một ô cửa lịch 2 ngăn nha. Đó, form mặt kính phẳng sang trọng. Với size mặt ngang là 33.7 và size dọc sẽ là 37.8. Vỏ bọc thép không gỉ toàn thân. Nốm zin logo này, mặt đáy sẽ có khắc biểu tượng Rado ở đây. Em này zin nguyên bản các bác nha. Đây sẽ là một chiếc dây khóa lụa với biểu tượng Rado ở phần dây này. Dây zin nha, em này zin nguyên bản 100% luôn đấy ạ. Một chiếc Rado với phần mặt thân vỏ bọc thép không gỉ, sang trọng và không kém đi cái phần nam tính. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm ạ. Đó, đây là thiết kế mặt của chiếc Rado này. Rất là đẹp luôn, mặt sáng choang luôn nha. Ngày hôm nay Zalo với các bác chiếc đồng hồ này với mức giá chỉ có 2.450.000 thôi ạ. Các bác chốt đơn em với mã E60 nhé. E60 với giá là 2.450.000. Và mẫu đồng hồ này cũng đã kết thúc video của em hôm nay ở đây rồi. Bộ sưu tập lần này sẽ gửi đến các bác 9 chiếc đồng hồ xưa cổ chính hãng. Các bác yêu thích mẫu đồng hồ nào chốt đơn về Zalo số điện thoại 0936050424 em đã ghi ở bên ngoài màn hình. Bên em toàn bộ đều là các mẫu đồng hồ cơ cổ chính hãng, cho nên là các bác khi sử dụng tránh nước giúp em nha. Đó. Về cách thức thanh toán của cửa hàng thì cửa hàng sẽ có hai hình thức thanh toán cho các bác. Cách 1, các bác có thể đặt cọc từ 200.000 một đơn trở lên, bên em sẽ gửi hàng qua bưu điện. Các bác thanh toán nốt phần tiền còn lại cũng như là tiền cước cho bưu tá. Cách thứ 2 là các bác chuyển khoản hết, bên em sẽ bao phí vận chuyển. Còn bây giờ, video kết thúc ở đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bác trong những phiên đồng hồ tiếp theo.